hôm nay là thứ năm ngày 19 tháng 9, bắt đầu luôn tập shadowing lạc. Xin cho Xin cho xem xem hộ hộ chiếu. chiếu Xin cho xem Xin hộ cho chiếu. xem hộ chiếu Xin cho xem hộ chiếu hộ hộ Đây chiếu là xem passport của hộ tôi. chiếu Hộ chiếu của hộ tôi chiếu đây. của tôi đây Hộ hộ chiếu chiếu của của tôi tôi đây. đây Hộ chiếu của tôi hộ đây. chiếu của tôi đây hộ chiếu của tôi đây của tôi đây của tôi Nhập đây quốc の目的は何ですか? Mục đích nhập mục cảnh đích của anh nhập là gì? cảnh của anh là gì Mục mục đích đích nhập nhập cảnh cảnh của của anh anh là là gì? gì Mục đích mục nhập đích cảnh của nhập anh là cảnh của gì? anh là gì mục đích của nhập cảnh của anh là gì mục đích Quan của sát できました。nhập cảnh của anh là gì Tôi đi du lịch. tôi đi du lịch Tôi tôi đi đi du du lịch. lịch Tôi đi du lịch. tôi đi du lịch tôi đi du lịch tôi đi du Sì, lịch ここに来ました。Tôi tới đây công tác. tôi tới đây công Tôi tác tới đây công tác. tôi tới đây công tác Tôi tới đây công tác. tôi tới đây công tác tôi tới đây いつcôngまたでいらっしゃいますか? Ở lại trong bao lâu? ở lại trong bao lâu Ở ở lại lại trong trong bao bao lâu? lâu Ở lại trong bao ở lâu? lại trong bao lâu ở lại trong bao lâu trong bao lâu ở lại trong bao lâu Tôi là 1 ở lại週trong 間bao こlâu こに滞在する予定です。Tôi sẽ ở đây tôi một sẽ tuần. ở đây một một tuần Tôi tôi sẽ sẽ ở ở đây đây một một tuần. tuần Tôi sẽ ở đây tôi một sẽ ở đây tuần. một tuần Thì 手荷物受け取り所はどこですか? Khai báo hành lý ở đâu? khai báo hành lý ở đâu Khai khai báo báo hành hành lý lý ở ở đâu? đâu Khai báo khai hành lý báo ở hành lý đâu? ở đâu khai báo hành lý ở đâu khai báo hành lý ở đâu Giới関はどこですか? Hải quan ở đâu? hải quân ở đâu ở đâu Hải hải quan quân ở ở đâu? đâu hải quan ở Hải đâu quan ở hải đâu? quân ở đâu ở đâu hải quân ở đâu hải quân ở đâu ở đâu hải quan ở Tôi đâu cho tôi chữ kiểu ở này gái します. Hãy làm thủ hãy tục lên máy bay làm cho tôi. thủ tục Hãy lên máy bay cho tôi làm hãy thủ làm tục thủ tục lên máy lên máy bay bay cho cho tôi. tôi Hãy hãy làm thủ tục làm lên thủ máy tục bay cho lên máy tôi. bay cho tôi hãy làm thủ tục lên máy bay cho tôi お預けになるお荷物はおいくつですか? Hành lý ký hãy gửi của lý bạn ký bao nhiêu gửi ký các ấn? bạn bao nhiêu Hành tiền à lý ký hãy lý gửi ký ký của gửi bạn của bạn bao bao nhiêu nhiêu kiện? kiện kiện Hành lý ký gửi hãy của lý ký bạn gửi bao của nhiêu ký bạn ấn? bao nhiêu tiền hãy lý ký gửi của bạn bao nhiêu tiền お預けになる荷物はありますか? Anh có hành lý ký gửi không? anh có hành lý ký gửi không Anh anh có hành có hành lý lý ký ký gửi gửi không? không Anh có hành lý anh ký gửi có hành không? lý ký gửi không anh có hành lý ký gửi không預ける荷物はありません。Tôi không có hành lý ký tôi gửi. không có hành lý ký gửi Tôi tôi không không có có hành hành lý lý ký ký gửi. gửi
tôi không có hành lý ký gửi, tôi không có hành lý ký gửi, tôi chưa sử dụng.